Anh đeo lồng chim suốt 20 năm lên đầu, bị cười chê thằng khùng, về sau ai cũng xin lỗi anh. Suốt 20 năm đeo lồng chim không gỡ xuống, ai cũng chê cười cho đến khi biết sự thật đằng sau. Mới đây, những hình ảnh một người đàn ông đeo lồng chim trên đầu được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên một số trang mạng xã hội đã thu hút được sự chú ý rất lớn từ cộng đồng mạng. Không ít người tỏ ra thích thú trước những hình ảnh này, nhưng cũng có một số lượng không nhỏ những người tỏ ra tò mò và khó hiểu trước những hành động kỳ lạ của người đàn ông này. Theo đó, người đàn ông trong câu chuyện tên là Ibrahim Yücel đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Anh đeo lồng chim lên đầu không phải để tạo sự chú ý của cộng đồng mạng, mà chỉ với một lý do duy nhất, đó là để cai nghiện thuốc lá. Trong quá khứ, Ibrahim Yücel từng là một con nghiện thuốc lá nặng. Trong giai đoạn đỉnh điểm, anh từng hút hơn 2 gói thuốc lá mỗi ngày. Tuy nhiên, sau khi bố của anh qua đời vì căn bệnh ung thư phổi, Yücel đã suy nghĩ khác đi và bắt đầu hành trình cai thuốc lá của mình. Phương pháp sử dụng lồng chim được anh sử dụng sau khi hàng loạt những cách cai thuốc khác đã thất bại. Mặc dù lồng hơi nhỏ và cũng gây ra cho anh không ít bất tiện trong cuộc sống, nhưng Yücel vẫn có thể thở, nói chuyện bình thường, ăn bánh quy và uống nước. Lúc đầu, gia đình anh cảm thấy phương pháp này không khả quan cho lắm. Nhưng sau một thời gian, chiếc lồng này đã thực sự giúp Yücel cai được thuốc lá. Mọi người đều cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên, chiếc lồng này lại khiến những người hàng xóm khá khó chịu khi tiếp xúc với anh. Nhưng Yücel tin rằng điều này không quan trọng bằng việc cai thuốc lá của mình. Có thể bạn đã nghe thấy nhiều trường hợp về những người tình cờ tìm thấy đồ quý giá ở những nơi không thể ngờ. Nhưng câu chuyện của cặp đôi này đặc biệt ở chỗ, dù họ đã đi qua đi lại nơi này rất nhiều lần, phải rất lâu sau họ mới phát hiện ra điều bất thường. Và thứ họ tìm thấy lại chính là một hũ vàng, y như trong những câu chuyện cổ tích. Một cặp vợ chồng đến từ Bắc California, Mỹ đang dắt chó cưng đi dạo dọc theo nhà mình như thường lệ thì bỗng nhận thấy có gì đó kỳ lạ ẩn trong bóng cây cổ thụ. Họ đã đi qua nơi này rất nhiều lần nhưng không hề để ý thấy điều đặc biệt. Thứ đôi vợ chồng này phát hiện đã thay đổi cuộc đời họ mãi mãi. Họ tìm thấy khoảng 8 chiếc hộp nhôm cũ kỹ và gỉ sét nằm trong một cái hố nông. Sau khi mở những chiếc hộp để kiểm tra, họ không thể tin vào mắt mình. Mỗi chiếc hộp nhôm đều chứa những đồng xu vàng xen lẫn đất cát. Phát hiện tưởng như chỉ có trong phim này đã khiến họ sửng sốt và không tin rằng số vàng này là thật. Cặp vợ chồng trung niên đã thu lại hết số hộp nhôm và mang đến cho các chuyên gia địa phương để thẩm định. Khi ấy, các chuyên gia đã khẳng định rằng số vàng đó đã thuộc về một người sống cách đây 150 năm trước và đó là những đồng tiền vàng quý hiếm còn mới tinh vẫn chưa được sử dụng bao giờ. Các chuyên gia cho rằng ai đó đã từng sở hữu số vàng này và đã cất giấu chúng đi để phòng những khi gặp khó khăn. Dù vậy, họ đã biến mất và vì thế số vàng cũng bị lãng quên trong suốt hơn một thế kỷ. Tổng số đồng tiền vàng trong các hộp nhôm là 1.427 đồng, đều được sản xuất từ năm 1847 đến năm 1894. Nếu tính theo giá trị ghi trên bề mặt đồng tiền, số vàng trị giá 27.000 USD, khoảng 613 triệu Việt Nam đồng. Tuy nhiên, có một số đồng tiền vàng hiếm có đến nỗi, chúng được ước tính có thể đạt khoảng 1 triệu USD mỗi đồng, tức 22,7 tỷ Việt Nam đồng. Tổng giá trị được các chuyên gia định giá lên tới 11 triệu đô la, khoảng 250 tỷ Việt Nam đồng. Sau cuộc khám phá khó tin, cặp vợ chồng đã nói rằng, kể cả biết được thông tin về giá trị thực của số vàng, họ vẫn không định để cho nó thay đổi cuộc sống vốn có của mình. Họ đã chọn cách giữ nguyên lối sống cũ và không tiết lộ danh tính của mình để tránh việc những kẻ lạ mặt đến ngôi nhà của mình để mong tìm thấy những đồng tiền vàng tương tự. Cuối cùng, cặp vợ chồng trên đã giữ lại một vài đồng xu vàng làm kỷ niệm và sử dụng số tiền thu được từ việc bán đấu giá chỗ còn lại để trang trải sinh hoạt phí và quyên góp từ thiện.
Lá cây, thứ tưởng chừng như là vô dụng nhất thế gian, không ngờ lại có thể trở thành nguồn cảm hứng và nguyên liệu sáng tạo để làm ra sản phẩm khiến nhiều người chỉ còn biết tròn xoe mắt nhìn và thán phục. Thử nghĩ xem, nếu cho bạn nguyên liệu là một đống lá cây, bạn sẽ làm gì với chúng? Nếu chưa nghĩ ra được ý tưởng gì, thì hãy xem cô gái này biến đống lá cây vô tri vô giác đó thành một chiếc váy lộng lẫy, kiêu sa như thế nào nhé. Đó là ý tưởng vô cùng mới lạ và sáng tạo của cô nàng Shenji, sinh viên theo học tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hefei. Trong suốt 6 tháng, sau giờ học, Shenji dành thời gian của mình để đi nhặt lá cây trong sân trường và mang về nhà. Mọi người xung quanh đều không hiểu Shenji đang ấp ủ điều kỳ quái gì và cô thu thập đống lá cây với mục đích gì. Đến khi Shenji cặm cụi với từng chiếc lá trong phòng, vẫn không ai hình dung nổi việc làm của cô. Sau khi nhặt những chiếc lá cây mọc lan màu xanh có hình dáng và kích thước từ nhỏ đến lớn khác nhau, cô nàng bắt đầu cho vào nồi luộc cho đến khi chúng ngả màu vàng. Chưa dừng lại ở đó, cô bắt đầu tỉ mỉ nhuộm vàng cho từng chiếc lá. Hết công đoạn nhuộm thì lại sang công đoạn là phẳng từng chiếc lá. Tất nhiên không phải vài chục hay vài trăm mà có đến 6.000 chiếc lá. Sau khi đã có đủ số nguyên liệu cần thiết, cô nàng bắt tay vào gắn kết 6.000 chiếc lá lại với nhau và điểm thêm màu sắc tạo nên chiếc váy màu vàng vô cùng lộng lẫy và ấn tượng. Đến giờ thì mọi người mới thực sự nhận ra mục đích việc cặm cụi đi nhặt lá cây của Shenji và ai nấy đều trầm trồ thán phục. Shenji cô chọn lấy những chiếc lá mộc lan để làm nguyên liệu dệt vải, may váy của mình vì lá mộc lan có mùi thơm nhẹ, tượng trưng cho sự ngọt ngào, quyến rũ của phái nữ. Và đây là thành phẩm cho những ngày lao động chăm chỉ của cô nàng có óc sáng tạo tuyệt vời. Vì sao con trai cứ sáng dậy là chào cờ? Bài viết này dành riêng cho các nam nhân, chị em phụ nữ thích đọc thì cũng không sao cả. Nếu là con trai, chắc chắn bạn phải biết đến những trải nghiệm kỳ lạ này mỗi khi sáng thức dậy. Thằng nhỏ của bạn chào cờ một cách không kiểm soát. Ở một mình thì không sao, chứ đang ngủ mà có ai vào phòng thì quả thật là ngại vô cùng. Nhưng bạn có biết vì sao cậu nhỏ của bạn tự nhiên dựng ngược lên vào buổi sáng không? Chắc phải lúc nào chúng ta cũng mơ thấy những điều tươi mát. Nếu chưa biết, bài viết này sẽ cho bạn câu trả lời. Dựa trên lời giải thích của Sergio Dias Alvarez, giám đốc y khoa Đại học Newcastle Úc. Theo ông, chuyện chào cờ vào mỗi buổi sáng được khoa học gọi là cương dương vật vào ban đêm. Hiện tượng này trên thực tế xảy ra với tất cả con trai, bất kể là người trưởng thành, trẻ nhỏ hay thậm chí là bé trai trong bụng mẹ. Alvarez cho biết, đây là hiệu ứng xảy ra do các phản ứng phức tạp giữa hệ thần kinh, hệ nội tiết trong cơ thể và mạch máu trên dương vật. Khi có kích thích xảy ra, một thông điệp sẽ được hình thành trong não bộ, qua đó truyền đi những hóa chất truyền dẫn dây thần kinh, đẩy máu xuống cậu nhỏ. Lượng máu này được giữ trong cơ bắp và đó là nguyên nhân giúp cho con dung đất của bạn hóa rồng. Vậy tại sao tự nhiên khi ngủ dậy thì chào cờ? Theo Alvarez, việc chào cờ của con trai xảy ra vào giai đoạn mắt đảo nhanh, giai đoạn chúng ta bắt đầu mơ. Trong giai đoạn REM, một số khu vực nhất định trong não bộ được kích hoạt, bao gồm các dây thần kinh đối giao cảm, chịu trách nhiệm ngủ và tiêu hóa, và dây thần kinh giao cảm đem lại phản ứng đánh hay chạy. Giấc ngủ của chúng ta là một vòng lặp từ giai đoạn REM và các giai đoạn khác. Giữa các giai đoạn này, hệ thần kinh được chuyển đổi từ giao cảm lên đối giao cảm và chính quá trình này đã khiến cơ thể mất cân bằng, tạo ra phản ứng chào cờ. Quá trình chuyển đổi diễn ra nhiều lần mỗi đêm, thế nên các nam nhân sẽ dựng khoảng 5-6 lần, mỗi lần 20-30 phút. Ngoài ra, lượng cholesterol vào buổi sáng cũng là nhiều nhất và đó cũng là một trong những lý do khiến cậu bé dựng đứng lên. Tuy nhiên, hiện tượng này dù rất phổ biến nhưng không diễn ra hàng ngày vì nó phụ thuộc vào chất lượng của giấc ngủ. Tần suất chào cờ cũng giảm xuống theo độ tuổi, tuổi càng cao tần suất càng ít. Mục đích của chúng là gì? Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng cậu nhỏ chào cờ là một cơ chế cảnh báo đến các quý anh rằng bàng quang của họ đã đầy sau một đêm ngon giấc. Giả thuyết này xuất phát từ hiện tượng cậu nhỏ xẹp xuống ngay khi xả phanh. Theo các chuyên gia, có vẻ như đây là một phản ứng vô thức từ bàng quang đến cuộc sống, qua đó tạo nên phản ứng cương cứng. Ngoài ra, một số chuyên gia tin rằng hiện tượng dựng buổi sáng có liên quan đến tình trạng sức khỏe của cậu nhỏ. Bởi vì, việc bổ sung oxy vào củ quý của các anh trong đêm sẽ có lợi cho cơ bắp khu vực này. Không thấy dựng buổi sáng không tốt như bạn nghĩ đâu.
Nhiều người thấy hạnh phúc vì chẳng bao giờ rơi vào tình huống ngượng đỏ mặt mỗi sáng do cậu nhỏ mang lại. Tuy nhiên, nếu như cậu nhỏ của bạn thường xuyên không giận, đó có thể là dấu hiệu của một số căn bệnh gây ảnh hưởng tới chức năng vốn có của cậu. Ví dụ như bệnh nhân tiểu đường, một trong những người rất hiếm khi trải qua các cảm giác chào cờ ban sáng. Sự thật là do hệ thần kinh đến dương vật của họ gặp trục trặc, gây ảnh hưởng đến lượng máu lưu thông đến đây. Hơn nữa, các thông điệp từ não bộ trong lúc ngủ cũng không thực sự rõ ràng, đủ để tạo ra phản ứng chào cờ. Ngoài ra, một số chứng bệnh liên quan đến thần kinh như trầm cảm hoặc các bệnh ảnh hưởng tới nội tiết tố cũng khiến cho bệnh nhân chẳng bao giờ được trải nghiệm cảm giác này. Tức là nhìn chung, nếu mỗi sáng bạn chào cờ đó là một tin tốt, và theo như Olvares, sức khỏe của bạn có vai trò rất quan trọng trong chuyện này. Hãy duy trì một lối sống lành mạnh, bao gồm chế độ ăn phù hợp với sức khỏe, tập thể dục thể thao đầy đủ, hạn chế thuốc lá và đồ uống có cồn, nếu không muốn có ngày trên bão dưới không nghe.